Vì sao người cô độc lại có thể trở thành nhà lãnh đạo tài giỏi? Chìn khí chất ngút trời biến sói cô độc trở thành sói đầu đàn. Thưa quý vị và các bạn, làm thế nào mà một người nhút nhát và im lặng có thể lãnh đạo thành công một tổ chức hay hướng dẫn một nhóm các cá nhân tài năng, truyền cảm hứng cho họ và kết nối với các nhà lãnh đạo nổi bật khác? Người hướng nội không chỉ có thể làm người lãnh đạo, mà thậm chí họ còn có thể trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc trong một tổ chức. Vấn đề nằm ở cách chúng ta hình dung về hình tượng của một nhà lãnh đạo thành công như thế nào. Hầu hết chúng ta tin rằng người hướng ngoại sẽ trở thành những nhà lãnh đạo thành công nhất, dù là trong doanh nghiệp hay trong đời thường. Họ là những nhà lãnh đạo luôn tự tin trong hướng dẫn, cố vấn người khác, giúp mọi người học hỏi và phát triển bản thân. Điều đó có thể đúng. Nhưng nếu bạn tin rằng chỉ người hướng ngoại mới có thể trở thành những nhà lãnh đạo tuyệt vời thì bạn đã nhầm. Thực ra bản chất hướng nội không sai, xem hướng nội là khuyết điểm đó mới là sai lầm. Chỉ cần chúng ta biết cách quản lý tính cách của mình, tính cách nào cũng có thể thành công. Đối với nhiều người mà nói, tính cách hướng nội dường như là một khuyết điểm, một gánh nặng, đôi khi khiến họ cảm thấy chán nản và thất vọng vì chính con người của mình. Trên thực tế, hướng nội và hướng ngoại là hai khuynh hướng tính cách, chúng không phân biệt tốt hay là xấu. Nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy, tỷ lệ những người thành công là người hướng nội chiếm tới 70%. Người hướng nội rất thích hợp để làm lãnh đạo. Cựu chủ tịch Microsoft Bill Gates cũng là một người hướng nội. Ông từ nhỏ đã không thích nói chuyện, cũng không thích tiếp xúc với người lạ, thường thích ở một mình. Cho tới hiện tại, ông vẫn thường xuyên dành ra một khoảng thời gian ở một mình để suy nghĩ. Vợ cũ của ông trong một cuộc phỏng vấn đã nói rằng não của ông ấy luôn quay cuồng, vấn đề càng phức tạp, ông ấy càng có hứng thú. Những năm gần đây, nhiều nhà tâm lý và khoa học đều muốn bày tỏ một điều rằng cho dù thuộc kiểu tính cách nào, chúng ta cũng đều có những cách nạp năng lượng cho chính mình. Người hướng nội nạp năng lượng cho bản thân thông qua sự yên tĩnh và một mình, trong khi người hướng ngoại nạp năng lượng cho mình thông qua giao tiếp với thế giới bên ngoài. Con người là một động vật xã hội, phản ứng với kích thích tới từ bên ngoài theo một cách rất riêng. Người hướng nội thường nhạy cảm hơn với những kích thích tới từ bên ngoài, vì để bảo vệ sự nhạy cảm này của mình, họ thích ở một mình hơn. Trong khi người hướng ngoại lại không quá mẫn cảm với những kích thích đó, họ thậm chí còn tận hưởng nó một cách thoải mái. Người hướng nội giống như một cục pin dự phòng. Cục pin khi được sạc sẽ nằm yên một mình, từ từ sạc điện, rồi đợi tới khi cần thiết, nó sẽ giải phóng ra năng lượng. Trong khi người hướng ngoại lại giống như một tấm pin năng lượng mặt trời, luôn phải ở ngoài trời, vừa tiếp xúc với bên ngoài, vừa hấp thụ năng lượng, vừa sản sinh ra năng lượng. Người hướng nội thích suy nghĩ theo chiều sâu, vì vậy ở một mình với họ là chuyện bình thường, trong khi những người hướng ngoại lại thích những tri thức và những điều mới mẻ bên ngoài thế giới. Họ quan tâm tới độ rộng của kiến thức, vì vậy họ không ngừng ra ngoài giao lưu. So với người hướng ngoại, người hướng nội giỏi lắng nghe, giỏi quan sát, chú ý tới tiểu tiết, đồng thời thích tự suy ngẫm lại bản thân, có thể tĩnh tâm lại và chuyên chú cho mọi việc mà mình yêu thích. Người hướng nội có thể trở thành nhà lãnh đạo thành công cao và thậm chí tốt hơn người hướng ngoại. Người hướng ngoại có thể hoạt ngôn, bộc trực và nhiệt tình, nhưng người hướng nội là những nhà tư tưởng bẩm sinh, biết ra quyết định sáng suốt và bình tĩnh trong việc giải quyết vấn đề. Dưới đây là một số lý do tại sao người cô độc có thể trở thành nhà lãnh đạo tuyệt vời trong kinh doanh và trong cuộc sống. 1. Họ là những người giải quyết vấn đề xuất sắc. Kỹ năng giải quyết vấn đề là kỹ năng không thể thiếu để trở thành người lãnh đạo tốt. Người hướng nội giải quyết vấn đề bằng cách cẩn thận chú ý đến từng tiểu tiết, thay vì vội vàng hấp tấp. Theo báo cáo của Đại học Harvard, những người hướng nội có chất xám dày hơn ở vỏ thủy não liên quan đến suy nghĩ trừu tượng và đưa ra quyết định. Họ tin rằng đây là lý do tại sao những người hướng nội suy nghĩ thấu đáo và luôn dựa vào cả sự thật cũng như trực giác trước khi đưa ra quyết định. Điều này giúp cho người hướng nội có sự lão luyện trong việc quan sát, suy nghĩ trừu tượng và ra quyết định chỉ sau khi xem xét tất cả các khía cạnh. 2. Họ là người luôn sẵn sàng. Trong các buổi phát biểu trước đông người hay khi bị lãnh đạo chỉ mặt phát biểu, người hướng nội thường có xu hướng hoang mang lo lắng. Ở nơi làm việc, biểu hiện vượt trội ở những hội nghị công khai có vai trò rất quan trọng trong việc thăng tiến của một người.
Mặc dù người hướng nội không được biết đến với kỹ năng phát biểu trước công chúng, nhưng khi cần, họ sẽ trở thành người thuyết trình hấp dẫn và cuốn hút. Bởi vì họ là bậc thầy về nghiên cứu, họ suy nghĩ và lên kế hoạch hiệu quả trước khi hành động và phát ngôn. Một người hướng nội luôn sẽ có đủ sự kiên nhẫn để thực hiện những công việc lặp lại khá là nhạt nhẽo. Vì vậy, trong các cuộc họp, họ là những cá nhân luôn chuẩn bị chu đáo nhất, đảm bảo giá trị của các cuộc trò chuyện và truyền tải những thông tin cần thiết rõ ràng. 3. Họ có ý chí mạnh mẽ và khiêm tốn. Trở thành người lãnh đạo ưu tú đòi hỏi sự tinh tế, mà người hướng nội dường như lại là bậc thầy trong việc sở hữu kỹ năng này. Sự tự nhận thức, trung thực và kiên cường là bản năng vốn có của người hướng nội. Là những cá nhân tập trung hướng đến mục tiêu, họ không để tâm đến những lợi ích ngoài lề hay sự khen ngợi, mà luôn cố gắng làm mọi thứ cần thiết để đạt được điều mình muốn. Hơn nữa, họ đặc biệt khiêm tốn và luôn hoan nghênh mọi người cùng tham gia thảo luận, tạo ra một môi trường cởi mở, tin tưởng lẫn nhau. 4. Họ là những chuyên gia lắng nghe. Quan tâm đến nhân viên hay khách hàng hay thấu hiểu những mặt chìm của vấn đề là đặc điểm thiết yếu của nhà lãnh đạo. Những nhà lãnh đạo hướng nội là những người quan sát và lắng nghe tuyệt vời, bởi vì họ luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Họ lắng nghe những gì mọi người nói và sẽ chỉ đưa ra quan điểm khi nó có giá trị. Ngoài ra, họ không quan tâm đến việc trở thành trung tâm của sự chú ý và luôn đặt ánh đèn sân khấu lên người khác, cũng như đánh giá cao những ý tưởng, đề xuất từ mọi người xung quanh. 5. Khi họ nói, mọi người lắng nghe. Người hướng nội luôn suy nghĩ kỹ càng trước khi nói. Họ xem xét tất cả mọi ý kiến, phân tích cẩn thận các sự kiện, tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng rồi mới phản hồi. Vì thế, những người lắng nghe họ biết điều đó quan trọng và có giá trị. Đó chính là sức mạnh của thái độ bình tĩnh mà mọi người có thể thấy ở nhà lãnh đạo hướng nội. 6. Họ bình tĩnh và tự chủ. Giữa các cuộc đấu tranh hỗn loạn và điên cuồng hàng ngày trong cuộc sống, sự căng thẳng và lo lắng có thể khiến bạn đưa ra nhiều quyết định tồi tệ. Nhưng trong những môi trường như vậy, các nhà lãnh đạo hướng nội luôn biết cách giữ bình tĩnh khi đưa ra quyết định và luôn dựa trên sự quan sát, phân tích tỉ mỉ. Sự ổn định của họ giúp mọi người duy trì niềm tin để có thể đối phó với sự hỗn loạn theo cách tốt nhất. 7. Họ thể hiện tốt nhất khi ở một mình. Các nhà lãnh đạo hướng nội coi trọng sự cô độc và cảm thấy tràn đầy năng lượng khi dành thời gian ở một mình. Khi phải tương tác quá nhiều, họ sẽ cần nạp năng lượng thường xuyên. Khoảng thời gian này giúp họ suy nghĩ rõ ràng, tự chủ bản thân và giúp họ đối mặt với những thách thức mới. 8. Họ là những cá thể sáng tạo. Người hướng nội mang lại rất nhiều sự sáng tạo cũng như truyền cảm hứng cho mọi người, và điều này rất hữu ích đối với những nhà lãnh đạo. Sáng tạo kết hợp với tư duy phân tích giúp những nhà lãnh đạo tìm ra các giải pháp độc đáo trước mỗi trở ngại. 9. Họ xây dựng các kết nối ý nghĩa. Họ không phải là những người quảng giao nhất, nhưng họ sẽ ưu tiên phát triển các mối quan hệ lâu dài. Khi những người cô độc xây dựng kết nối cá nhân, họ coi trọng sự sâu sắc và sẵn sàng đầu tư vào việc phát triển cũng như duy trì các mối quan hệ này. Tổng kết lại, nếu bạn là một người cô độc thì hãy nắm lấy ưu thế, sử dụng các kỹ năng vốn có của mình. Sự im lặng, quan sát, sáng tạo và khả năng tư duy độc đáo sẽ mang đến cho bạn sức mạnh và lợi thế trong vai trò nhà lãnh đạo đấy. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã dành trọn những thời gian quý báu để theo dõi bài viết này. Mình xin được gửi lời chúc tới tất cả quý vị và các bạn sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và đạt được nhiều thành tựu trong công việc của mình. Nếu các bạn có ý kiến về bài viết này, xin các bạn hãy để lại xuống phần bình luận của bài viết, và những lời đóng góp của các bạn sẽ giúp mình không ngừng hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Hãy thường xuyên ghé thăm kênh của mình để đón xem những video mới nhất các bạn nhé. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bài viết tiếp theo.